Chào các bạn, mình là Hoài Nam đến từ diễn đàn Arabic Design Như Truyền với Architecture ở Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái ví dụ. Nói chung ở đây là một cái ứng dụng của parameter vị trí dùng để làm những cái mặt đứng kiểu như random như thế này. Ở đây mình sẽ kết hợp với một plugin random một cách tự động, có nghĩa đây là một mức độ random mà mình không kiểm soát được, nhưng mà đối với những cái bề mặt mà nó không yêu cầu về quá phức tạp thì mình có thể random này cho nó nhanh. Ở đây ứng dụng một cái parameter cực kỳ đơn giản là parameter vị trí. Chúng ta sẽ làm random cho cái bề mặt này, bề mặt cong này mình đã làm sẵn. Mình sử dụng cái panel, mình đã dựng xong panel này, mình sẽ cho nó random thôi. Mình sẽ sử dụng plugin randomize của DBStop phát triển. DBStop là một nhà phát triển và plugin dựng cho Revit. Cái này thì chúng ta nhờ các bạn Phạm Ngô Thế Bảo, bạn ấy đã tìm ra plugin và mang về cho chúng ta sử dụng. Và rất cảm ơn bạn Bảo. Random lên thì ở đây mình đã có nó cho phép mình chọn các family. Ở đây mình sẽ xem là mình đã lock family nào vào. Family của mình là nó là family 4 thì mình sẽ chọn family 4. Và đây mình có hai cái parameter sẽ set giá trị nó từ 0 tới 1, tại vì nó là nó cho vị trí theo tỷ lệ. Hay là một chút. Rồi. Đã có một trong hai thanh panel random. Sau đây mình có hai thanh thì mình mới xếp random cho một thanh. Thanh còn lại nếu mình thích mình cũng xếp random cho nó luôn. Mình cũng xếp cho chị từ 0 tới 1. Mình bỏ thằng mới vừa rồi đi. Theo kinh nghiệm mình chỉ làm từng cái một cho nó nhẹ. Ok, mình đã xong. Rất là đơn giản. Tạo ra cái panel. Đổi sang panel family 1. Rất là đơn giản. Nếu các bạn không muốn mình thì bấm random lần nữa để nó đổi cho kiểu khác của mình. Tuy nhiên đây là một cái kiểu random tự do và nó khá là khó kiểm soát. Thì trong cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao mà kiểm soát nó tốt hơn bằng nhiều phương pháp. Ví dụ như mình muốn một vùng nó dày hơn, một vùng thì thưa hơn, một vùng nhiều màu hơn chẳng hạn, vân 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 vân. Bây giờ mình sẽ dựng lại panel. Mở một cái tâm lý là khởi tập ba này. Phương pháp rất là đơn giản, sử dụng parameter vị trí. Dù ở đây mình có hai panel, mình sử dụng 4 điểm. Một panel được xác định với 2 điểm. Ở panel này nó phải đảm bảo là nó quay cùng đầu nha mình, phải ở giống ở trên và đây. Bên này tương tự. Sau đó mình set parameter vị trí cho trong cặp 1. Hai cặp này mình sẽ set parameter vị trí cho là BT. Nhớ để insert nha. Để dạng cá thể.
xét ra vị trí đặt là ok 2. Xong rồi mình sử dụng một cái đường reply ba đây snapping bắt thì tụi hai tụi nó lại. Xong rồi mình sẽ form hai lần đi form cái chỉnh cho nó vừa phải chút cho nó tốt chắc. Kiểm tra cái parameter ok này. Cái bài nào mình sẽ tạo khối tùy thích trên này đó. Ở đây mình sẽ không tạo khối mà mình đè modulize lên cho nó nhẹ. Đây là family bar, mình sẽ lock vào trong cái này. Mình đổi dạng. Đây là family của mình. Hơi bị nặng. Sau bây giờ mình sẽ sử dụng random. Ở đây mà mình sử dụng extrude cho nên là những cái panel mình nó không được liền cạnh, nó không trùng với nhau. Bạn nào có theo dõi thì những bài trước mình tốt nhất mình nên tạo cái form này bằng blend, tức là mình tạo thêm một điểm offset cho này nữa. Thì như thế nó sẽ đúng cái phức tạp và đẹp hơn. Rồi mình sử dụng đến cái random, sẽ chọn family mới là family 3. Đây là nó, mình sẽ chọn dạng curtain panel nha, tại vì cái family block đó là thuộc curtain panel. Trong bên tay sẽ từ 0 tới 1 hết, xong random trong cái thanh 1. Chút xíu mà. Cái nhược điểm lớn nhất của Revit vẫn là hiện tại vẫn là nó khá là nặng. Ok. Cái chiều dày nó hơi bị dày quá, sửa đổi lại. Đây là chơi edge parameter. Xong rồi đây mình đổi lại. Ở đây mình chưa có tương quan tỷ lệ giữa cái thành panel này với cái bề mặt chủ của nó. Mình sẽ đo cái tương quan tỷ lệ tụi này. Đây là 240 nhân 900. Tại vì cái việc này là chỉ là việc để mình so sánh cái tỷ lệ mà thôi, chứ thực ra cái kích thước panel bên này nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Cái bài này thôi, khi mà chuyển qua nó sẽ tự động nó bắt điểm cho các bạn. Mình thấy là với cái tỷ lệ như thế này thì panel rất là lớn, cho nó nhỏ xuống khoảng 200 là vừa phải. Đây á, để cho đẹp thì mình sẽ không sử dụng nguyên tắc extrude nữa. Sẽ sử dụng nguyên tắc blend. Đừng có chiều giấc mơ là em. Là em. Mà nhiều thứ là ta chỉ trông. Chỉ em.
Sẽ đảm bảo cạnh tranh cạnh dưới là nó cùng cái đầu với nhau. Bây giờ nó không rớt mà. Rồi. Cũng sẽ cùng đầu ha. Kiểm tra. Ok. Trong một đường rep line. Dùng cái tắt. Và lên cái thổ khối. Cái tắt và lên này thì chỉ bạn coi lại trong phần cái thứ mà sẽ đó. Trong nhóm công tác thổ khối của bạn. Chi tiết và link đầu của cái plugin random này các bạn sẽ là diễn đàn ở trang Facebook và làm trước thì sai quyết rồi với ta khi tới ta Việt Nam, mình sẽ để link download cho nó, đồng thời là link chi tiết về cái nguồn của DP Setup. Tại vì DP Setup họ cho đau cái này miễn phí, tuy nhiên là mình sợ rằng mình và bạn báo sợ rằng là cái bạn đau cái này miễn phí thì một thời gian họ sẽ thu phí, cho nên là tốt nhất mình nên đào bằng cái link mà mình post lên. Nghe tương đối là đẹp. Rồi mình sẽ đâm cái bằng nữa. Nó đổi thì bây giờ mình tiếp tục ra cái thằng thứ hai làm tương tự sao và chạy đi.
nhược điểm lớn nhất của Rick chúng ta hiện tại vẫn là hơi bị nặng. Giờ nó đang trong toàn bộ có thằng nào giống thằng nào. Nó lẫn lên rất là nhanh, rất nhanh cái dạng lên trong tự do rồi đó. Cái dạng trên mặt như thế, cái mặt bằng như thế này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và có rất nhiều loại parameter, các bạn thấy bên trong ở đây mình đã ra trong parameter chiều cao cho cái khối giống như này. Rất là thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên YouTube của mình. Các bạn hãy thường xuyên subscribe nó để mình sẽ thường xuyên post các video hướng dẫn trên này ha.